Thưa quý vị, mới đây tại hội nghị chuyên đề quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai hướng dẫn tuyên truyền những chủ đề lớn, trọng tâm từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Theo đó, giai đoạn từ nay đến hết năm 2024, các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền niềm tin mới, khí thế mới, tuyên truyền cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế đất nước sau 40 năm đổi mới, tuyên truyền thời cơ, thách thức và trách nhiệm lịch sử của Đảng, đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới, phổ biến tuyên truyền những tư tưởng chỉ đạo mang tầm chiến lược được thông qua tại Hội nghị Trung ương 10 khóa 13. Giai đoạn từ năm 2025 đến Đại hội 14 của Đảng sẽ tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2025, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công cuộc đổi mới đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền đậm nét việc triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại năm 2025 và những năm tiếp theo.